Ngồi có rộng không anh? À, có rộng không? Không. Nói chung là ngồi thì nó thoải mái thôi, nhưng mà cảm giác cái này nó bị teo teo rồi, mông nó đập. Cái ghế này lại sát bên này quá nhỉ? Cái bên này lại sát bên này quá. Mà cánh cửa này còn nhiều này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Hôm nay thì tôi đang có mặt tại Vinhome Ocean Park, VinFast Vinhome Ocean Park, để chứng kiến cái buổi lễ bàn giao xe VinFast VF9 đầu tiên tại Việt Nam cũng như là trên thế giới. Các bạn có thể thấy là hôm nay có rất nhiều những chiếc xe VinFast VF9 với đủ các loại màu sắc khác nhau. Và ngày hôm nay thì chỉ có 9 vị khách đầu tiên ở tại miền Bắc, ở tại Hà Nội được nhận xe. Và sẽ có 9 khách hàng đầu tiên ở Đà Nẵng cũng được nhận xe, và cũng có 9 khách hàng đầu tiên ở Sài Gòn cũng đang nhận xe. Con số 9 thì như các bạn biết rồi là mang tới những cái sự may mắn cho các doanh nghiệp, cũng như là mang tới những cái sự may mắn cho các chủ xe. VF9 thì các bạn biết rồi, đây là một trong những cái mẫu xe điện full size cỡ lớn của VinFast. Và những cái lô xe này thì sẽ được bàn giao cho khách hàng ở tại Việt Nam đầu tiên. Sau đó thì khoảng vài tháng, khi mà update tất cả các loại phần mềm xong xuôi cũng như là hoàn thiện được chuẩn chỉ xe, thì những chiếc xe VinFast VF9 sẽ được xuất sang các thị trường Canada, Mỹ và một số các thị trường châu Âu. Các bạn có thể thấy là có rất nhiều các anh em báo chí truyền thông đang đưa tin về cái sự kiện này. Rất nhiều màu sắc, và những cái màu sắc của những chiếc xe VinFast này các bạn có thể thấy là nó rất là sâu màu. Rất là sâu. Rất là to. Mẫu xe này mẫu xe full size cỡ lớn, cho nên là mình nghĩ rằng là phù hợp với các doanh nghiệp này, những gia đình có đông thành viên này, và tất cả những cái mẫu xe của VinFast VF9 thì sẽ được sử dụng lốp Continental, kích thước rất là lớn. Không gian nội đây mà ngồi đây bé lắm anh ạ. Anh tí ngồi đây nhá. Ngồi có rộng không anh? À, có rộng không? Không. Nói chung là ngồi thì nó thoải mái thôi, nhưng mà cảm giác cái này nó bị teo teo rồi, mông nó đập. Cái ghế này lại sát bên này quá nhỉ? Cái bên này lại sát bên này quá. Mà cánh cửa này còn nhiều này. Bấm này có sạc không dây không? Không có bấm này chỗ. Sạc không dây đúng không? Đấy, sạc đây nhé. Sạc không dây đây này. Đây nó sạc cái này đúng không? Có. Không bật chìa khóa lên này. Không, cao có thể anh cao thì nên là ở phía bên trên đầu chúng ta sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Nó dày quá. Đây là những khách hàng đầu tiên đang trải nghiệm chiếc xe VinFast VF9. Và mình thấy rằng là cái chất liệu da của nó khá là tốt. Da thì tuyệt vời rồi. Da rất là tuyệt vời. Này, da Napa xịn lắm. Cái này quá là nhìn đóng của này. Đóng khóa của này luôn này. Đóng khóa luôn. Chỉnh điều nóng quá. Đặt cốt sau này. Không đánh cốt sau thì cần lưu ý là đủ dùng thôi. Ở đây thì có thể để được khoảng tầm 2 cái vali để dọc, chứ không thể để ngang. Để ngang thì chắc là để được khoảng 1 cái đâu. Đây hàng ghế thứ ba đây anh em nhá. Thực ra một mẫu xe MPV, một mẫu xe SUV full size thì cái không gian nó sẽ lợi thế. Và các bạn có thể thấy là bên trong không gian của xe này, cửa sổ trời toàn cảnh rất là đẹp. Đây. Cái trọng tâm của VinFast VF9 nó được hạ thấp. Cho nên là cái mình nghĩ rằng là cái khả năng cân bằng và đem tới cái sự êm ái cho khách hàng là những cái ưu tiên của mẫu xe này. Bên cạnh đó thì mình cũng đã nói là có cả những cái yếu tố về không gian nữa. Vận hành thì không phải nói rồi, con này thì mình nhớ không nhầm là gần 400 mã. Cái bản cao nhất của nó, tất cả các bản thì sẽ sử dụng cả hai mô tô trước và hai mô tô sau. Nói chung là cái mức độ hoàn thiện rất là tốt.
ta chắc chắn. Tay nắm cửa thì đặt chìm vào bên trong, giống các mẫu xe sang cao cấp. Những cái ô kính cửa phía đằng sau thì tất cả đều được sử dụng bằng kính màu tối, về chúng ta không cần phải dán kính nữa. Chị em gửi xe ôm về cho. Cả treo sau này thì sử dụng bóng khí đó. Gầm rất là kín. Em đây chị. Rồi. Bước vào đây để trải nghiệm cái không gian của VF9. Nói chung là một mẫu xe full size cỡ lớn thì các bạn thấy là yếu tố không gian rất là được tối ưu, và đây là cái những cái điểm mạnh. Ai có sửa trôi tận cảnh đây. Ai ngồi ở đây thì anh em sẽ có một cái không gian, nói chung là toàn sao là sao. Không gian view triệu đồng. Đang sử dụng cơ nó quen lại chuyển sang điện. Và đây là không gian hàng ghế thứ 3 của mẫu xe này. Ở phía bên trên này thì chúng ta sẽ có màn hình kích cỡ lớn này, giống như là VinFast VF8 thôi. Và với cái phần màn hình này thì chúng ta có thể điều khiển được hệ thống điều hòa này, ra lệnh giọng nói này, và hiển thị những cái thông số kỹ thuật tốc độ của xe. Thiết kế phía trước chúng ta sẽ không có bảng đồng hồ tablo các bạn nhé, bởi vì mẫu xe điện của VinFast thì hầu hết những cái thông số kỹ thuật và tốc độ sẽ được hiển thị ở phía bên trên màn hình kích cỡ lớn này. Đây giống như một cái chiếc iPad rất là lớn. Mẫu xe điện tương lai, và như mình đã chia sẻ với các bạn thì cái vật liệu da rất là tốt nhé, tuyệt vời luôn. Mình đánh giá cái mức độ hoàn thiện rất là tốt, còn về khả năng vận hành cũng như là những cái phần mềm liên quan thì mình nghĩ rằng là cũng sẽ vẫn phải mất thời gian để cập nhật phần mềm. Ban đầu thì nó sẽ có những gặp những cái trường hợp lỗi liên quan đến cái chức năng của xe, nhưng mình nghĩ rằng là qua một quá trình thời gian tới khoảng tầm một vài phiên bản nó sẽ update, nó sẽ ổn thôi, giống như VF8 ấy. Đây, cái màn hình ở phía đằng sau đây, ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái hệ thống ghế phía đằng sau, massage rồi thông gió làm mát ghế, và hệ thống điều hòa phía đằng sau. Đây, có cổng sạc dành cho smartphone này, và có cái cổng sạc Type-C này. Đây là anh Phùng Trọng Thế của Xe Cộng. Đằng sau này có sạc không dây không anh? À có đúng không? Có sạc không dây này. Là để cho anh em quay. Cái này là cái gì mà cái kính có anh nhỉ? Dạ, cửa này cũng thấy có này. Cái này chưa rõ lắm. Lễ khóa. Hàng ghế thứ hai thì hàng ghế phía sau cho hành khách thì vẫn được trang bị điều chỉnh bằng điện này, và điều chỉnh độ phồng lên ghế. Rèm thì tất nhiên là nó vẫn rèm cơ đúng không? Rèm cơ. Rồi mình sẽ cập nhật thêm về cái thông số kỹ thuật của cái chiếc xe VinFast VF9 này. Trên những chiếc xe VinFast VF9 thì tất cả hệ thống đèn thì đều được trang bị hệ thống đèn LED các bạn nhé. Đây, đèn LED. Tức là cái mức độ mà hoàn thiện này rất là tinh xảo, các bạn có thể để ý những cái khe hở giữa cái cụm đèn này. Bạn sẽ sốc phía bên dưới con cảm biến này, các bạn thấy là cái mức độ hoàn thiện rất là tốt nhé. Đều tương tác. Tất nhiên rồi, phía đằng sau thậm chí chúng ta cũng có hai cam. Muốn mở cửa ra thì cần dí vào đây, tôi bật ra. Không phải cần phải mất lực. Dí vào là nó vào. Được trang bị sẵn cửa hít nhé. Trang bị sẵn cửa hít này. Mở cổ sau. Ốc sau được mở. À, có người. Ốc sau mở đấy. Nó
Cái bia đóng cốp. Thông tin trên tuyến đường Lê Trọng Tấn va chạm giữa xe con. Lâu lâu lại cái hàng này đang sử dụng cái tính năng ra lệnh giọng nói. Và giao thông ùn bên theo. Đấy, bây giờ nói đi. Đóng rồi. Có xe được. Trong nhà chống rồi.